Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nữ quái 28 tuổi cầm đầu đường dây số đề trên 400 tỷ đồng. Đường dây số đề với số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày do một phụ nữ 28 tuổi cầm đầu vừa được cơ quan công an đã lá triệt xóa. Tối mùng 10 tháng 8, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh đã lão cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng an ninh mạng triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch trên 400 tỷ đồng. Đường dây này do đối tượng Bùi Thị Bích Trâm, sinh năm 1993, ngụ tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Cờ Rông Anna cầm đầu. Theo điều tra, từ giữa năm 2020, Trâm cùng đồng phạm đã tổ chức vận hành đường dây ghi số đề với phương thức hoạt động tinh vi, kín đáo. Nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại và sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để trao đổi với nhau, không những vậy, nhóm này còn cấu kết với một số đối tượng ở tỉnh Khánh Hòa để tổ chức ghi số đề ăn tiền, khám xét tại nơi ở của các đối tượng trong nhóm của Trâm. Công an đã thu giữ hơn 940 triệu đồng, hơn 20 điện thoại cùng nhiều tài liệu, tăng vật, phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu, công an làm rõ, đường dây số đề của Trâm đã hoạt động từ giữa năm 2020 với số tiền giao dịch tới hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch trong đường dây số đề này được trên 400 tỷ đồng. Công an đã khởi tố 9 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án, Trương Nguyễn